Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm ha. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn về báo cáo thí nghiệm phân tích vi sinh thực phẩm. Báo cáo thí nghiệm phân tích vi sinh thực phẩm ha, trên kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký và bấm like để chia để có tôi có động lực thêm nhé. Để làm nhiều video ôn thi cho các bạn. Thì tôi nghĩ là các bạn xem được video này thì đã biết kênh của tôi, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu kênh cho một số bạn lần đầu xem kênh của tôi nhé. Thì các bạn sẽ vào YouTube và nhập từ khóa Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì trên kênh của tôi sẽ chia sẻ các kiến thức về ngành công nghệ hóa học và thực phẩm nè, như các bạn các ngành khác có thể xem ha, các môn liên quan. Rồi học có một số môn, tôi nghĩ là các bạn đang xem video này thì các bạn đang học môn ngành thực phẩm và đảm bảo chất lượng. Thì trên kênh YouTube của tôi cũng có làm môn phát triển sản phẩm nè, thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu, thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm ha, các quá trình. Nói chung là các bạn chỉ cần tìm môn học gì, các bạn chỉ cần bấm từ khóa Đạt Tô thì các bạn sẽ nhập cái môn học đó vô. Thí dụ như là Đạt Tô phân tích vi sinh đi, Đạt Tô phân tích vi sinh thì nó sẽ ra được một cái danh sách phát như thế này, rất là dễ tìm cho các bạn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ qua đi vô nội dung chính ngày hôm nay, đó chính là bài báo cáo phân tích vi sinh thực phẩm. Thì file này tôi sẽ để bên dưới phần bình luận để cho các bạn có thể tải về và xem nhé. Nhưng mà trong video này tôi muốn giới thiệu sơ qua, tại vì tôi có một số điều kiện thì mới có thể mở file cho các bạn, thì các bạn sẽ làm theo những cái gì mà tôi yêu cầu ở bên dưới bình luận nhé. Thì bài 1 đó là phương pháp phát hiện Salmonella trong thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam 4829/2005, cái này có thể thay đổi nha. Thì một số câu hỏi của chúng ta như là nêu mục đích của bước tiền tăng sinh và vai trò của môi trường buffer bếp trong water ha, mục đích và vai trò của môi trường đó là làm cái gì. Rồi câu 2, thì trong lúc tôi nói này thì nếu mà các bạn chưa có file thì các bạn có thể chụp màn hình lại và xem ha, chứ tôi không có đọc ra cái từng câu, tôi sẽ đọc câu hỏi thôi. Rồi câu 2, nghe mục đích của bước tăng sinh chọn lọc và vai trò của môi trường Rabanne Visceral Soil, có nghĩa là môi trường RVS ha. Và đã không biết cái hồi thi mà phân tích vi sinh có bạn nào bị các câu hỏi về cái câu hỏi là hỏi tên của môi trường nó như thế nào mà nó ra cái từ viết tắt không ha. Thì tôi nghĩ là các bạn sẽ học cái từ viết tắt soya là gì, soya là đậu nành, là cái này là cao nấm men, không phải cao nấm men, cao đậu nành. Mục đích ha là môi trường tăng sinh là sinh trưởng, nhưng lần này chỉ để tăng cần trong mẫu tăng sinh chọn lọc một số vi sinh vật gì đó. Các bạn sẽ chụp lại và các bạn có thể ghi vào báo cáo của các bạn tham khảo thôi. Câu 3, thì file tôi sẽ để bên dưới phần bình luận ha, nhưng mà sẽ có một số điều kiện, giống như là kênh của tôi phải đạt được bao nhiêu lượt đăng ký gì đó thì tôi mới mở file cho các bạn xem. Thế thì trong lúc tôi nói này thì các bạn tranh thủ và chụp màn hình lại cho tôi cái file này đi ha. Các bạn chụp màn hình lại. Câu 3, nêu mục đích của bước phân lập và vai trò của môi trường XLD, môi trường XLD và môi trường Hedgehog-Erich agar là môi trường HE ha. Bây giờ không biết các bạn có còn nhớ được cái màu của môi trường XLD và HE là màu gì không ha? Tôi nhớ là một trong hai cái này sẽ có một màu sẽ là màu xanh lá và một cái nó sẽ là màu hồng. Nhưng mà tôi nhớ lại coi cái nào màu hồng. XLD, hình như XLD là màu hồng. Còn HE hồi đó cô của tôi dạy là HE là xe. Xe thì các bạn đi xe ra ngoài đường thì các bạn sẽ có màu xanh lá hoặc là cái màu xanh dương, không, màu xanh lá chứ. HE màu xanh lá, XLD màu hồng. Không ngờ mà những cái mẹo hồi đó cô tôi dạy mà bây giờ tôi còn nhớ ha. Nói chung là cái gì nó không có liên quan tới bài học thì các bạn sẽ nhớ rất là dài, còn cái gì mà liên quan tới bài học thì các bạn sẽ không có nhớ được. Giống như là đó, tôi chỉ các bạn cái cách để mà xác định xem là cái vi khuẩn nó gram dương hay gram âm mà dựa vào con trai con gái gì đó. Rồi bây giờ câu 4, tại sao phải thực hiện bước cấy trên môi trường dinh dưỡng NATSA trước khi thực hiện bước khẳng định sinh hóa và kháng huyết thanh? Cái này là tôi đang nói về con Salmonella ha.
Salmonella thì sẽ có cấy trên môi trường NATSA, thì mục đích của môi trường NATSA sẽ là phục hồi. Các bạn nhớ cho tôi là cái mục đích của môi trường NATSA sẽ là phục hồi vi sinh vật trước khi tiến hành để cấy căn định sinh hóa. Bởi vì sao? Khi mà qua các bước trên thì cái số lượng của vi sinh vật nó đã bị giảm xuống rồi, thì các bạn sẽ sử dụng NA hoặc là TSA để tiến hành là phục cấy phục hồi trước nha. Trong khi mà tôi nói vậy thì các bạn sẽ tranh thủ và chụp màn hình lại giùm tôi nha. Có thể là tôi sẽ phóng to thêm một chút nữa để cho các bạn dễ dàng và chụp màn hình lại. Chứ đợi tôi gửi file thì có thể là hơi lâu, tại vì bây giờ cũng là tôi hơi bận hơi nhiều rồi ha. Rồi, tổng quan về vi khuẩn Salmonella thì cái này thì tôi thấy là dễ rồi, thì các bạn sẽ xem lại trong môn học phân tích vi sinh thực phẩm. Tổng quan về vi khuẩn Salmonella thì các bạn sẽ xem lại về môn phân tích vi sinh thực phẩm, thì hồi đó tôi đã yêu cầu các bạn làm một cái bản tổng hợp về từng loại vi khuẩn để ôn thi á, các bạn nhớ không? Thì các bạn sẽ xem lại tôi ha. Tổng quan về vi khuẩn Salmonella. Salmonella đó, tôi chỉ các bạn cái con nào mà có tên ly hoặc là la bin này nè, là nó sẽ là gram âm ha. Đúng là gram âm luôn. Một số cái con gây bệnh này đó tôi bắt các bạn học ha, như là tác hại Salmonella typhi sẽ gây thương hàn, Salmonella xui là nhiễm trùng máu ha, một số cái mà tôi nghĩ tôi nói thì các bạn sẽ nhớ. Rồi một số môi trường hóa chất thiết bị dụng cụ thì các bạn sẽ xem trong cuốn thực hành và các bạn sẽ ghi ra, xem trong cuốn thực hành và ghi ra ha. Các bạn nhớ lưu ý cho tôi là Salmonella là một loài vi sinh vật gây bệnh ha, cho nên là các bạn phải cẩn thận trong các bước làm như thế này, thì các bạn phải làm vô trùng. Rồi quy trình phát hiện Salmonella này thì các bạn sẽ xem lại trong cái sơ đồ này, thì các bạn có thể chụp màn hình cái đi. Đây, chụp màn hình ở 5. Chụp màn hình cái đi. Rồi tôi sẽ kéo xuống nha. Thì thử Salmonella nếu mà cấy lên XLD hoặc là cấy lên môi trường HE. Nếu mà không có khuẩn lạc điển hình hoặc nghi ngờ thì môi trường phân lập. Nếu mà đánh dấu 5 khuẩn lạc nghi ngờ, sau đó cấy lên môi trường NATSA là môi trường phục hồi á, sau đó các bạn sẽ tiến hành ủ nhiệt độ bao nhiêu đó. Nếu mà thử một khuẩn lạc điển hình hoặc là khuẩn lạc nghi ngờ, nếu mà nó sẽ ra được các vấn đề như sau. Nếu mà nó có Salmonella thì là tôi nhớ là TSI và XLD, LDC dương tính, còn lại là âm tính thì sẽ là Salmonella nha. Rồi thì các bạn sẽ xem lại phần lý thuyết thôi. Các bước thực hiện thì các bạn sẽ là bước 1 truyền tăng sinh hay là tăng sinh sơ bộ ha. Mấy cái bước này thì các bạn sẽ chép trên cuốn giáo trình hoặc là cái cuốn phân tích vi sinh cũ của các bạn đấy. Tôi kéo sơ qua nha. Kết luận như thế nào có sự hiện diện của Salmonella trong mẫu? Do mẫu tạo khuẩn đạt đặc trưng trên môi trường phân lập và cho kết quả sinh hóa phù hợp. Kết luận là khuẩn lạc sẽ đặc trưng trên cái môi trường phân lập. Môi trường phân lập của chúng ta là môi trường gì? Nó là môi trường XLD và môi trường HE ha. Môi trường XLD và môi trường HE là có khuẩn lạc được đặc trưng và cho kết quả sinh hóa là có Salmonella ha. Kết quả sinh hóa thử khẳng định sinh hóa là có Salmonella. Loại mẫu ruột cá chỉ tiêu phân tích là phát hiện Salmonella, thì trong ruột cá theo quy chuẩn Việt Nam của người ta quy định sẽ là không có Salmonella. Không có thì có nghĩa là chỉ tiêu này chỉ tiêu gì? Tức là chỉ tiêu định tính ha. Nếu mà Salmonella người ta ghi yêu cầu trong tiêu chuẩn Việt Nam là không có thì cái chỉ tiêu này là thuộc loại chỉ tiêu định tính. Nhưng mà thực tế chúng ta kiểm nghiệm sẽ là có Salmonella trong mẫu. Bởi vì sao? Cái ruột cá này của chúng ta sẽ là chưa có được tiệt trùng hay gì đó, thì chắc chắn sẽ có kết luận mẫu đạt hay là không đạt so với tiêu chuẩn Việt Nam. Nếu mà trong cái quy chuẩn Việt Nam về 2012 của Bộ Y tế, người ta quy định là không có Salmonella trong mẫu thực phẩm. Nhưng mà thực tế chúng ta kiểm nghiệm là có Salmonella, vậy thì mẫu nó sẽ không đạt so với yêu cầu ha. Rồi
thì các con khác còn lại thì nó tương tự như vậy thôi. Tiếp theo là bài thứ hai là phương pháp định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí, thì câu này là câu hỏi ôn tập ha. Câu 1, tại sao sử dụng môi trường dinh dưỡng để định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí? Môi trường dinh dưỡng là cái gì? Rồi tiếp theo câu 2, hãy liệt kê một số môi trường dinh dưỡng dạng rắn và dạng lỏng để mà nuôi vi sinh vật hiếu khí. Thì các bạn nhớ cho tôi, để mà nuôi vi sinh vật hiếu khí chúng ta sẽ sử dụng môi trường, đó là môi trường PCA ha. Môi trường PCA nó sẽ có màu vàng nhạt. Và môi trường SPW là gì? Saline Peptone Water, đó là môi trường mà saline Peptone Water là giống như môi trường pha loãng này. Câu 3, tại sao phải úp ngược các đĩa khi nuôi trong tủ ấm? Vì để kiểm tra được chất lượng các đĩa khi nuôi vi sinh vật trong môi trường thạch, không để nước đọng trên nắp, xuống khuẩn lạc nuôi cấy hạn chế gì đó. Thì các bạn sẽ chụp lại giùm tôi ha, hoặc là các bạn sẽ xuống phần bình luận và các bạn sẽ lấy file này. Tiếp theo là câu 2.1, tổng quan về tổng số vi sinh vật hiếu khí. Tổng quan về tổng số vi sinh vật hiếu khí thì các bạn sẽ chụp lên màn hình đi. Thì có một số là tổng số vi sinh vật hiếu khí, tổng số vi sinh vật còn sống, tổng số vi sinh vật đếm đĩa là TBC á. Thì mấy cái này thì chép trong sách phân tích vi sinh ra hoặc là trong cuốn báo cáo thí nghiệm thôi. Môi trường hóa chất thì các bạn sẽ chép rồi. Quy trình, mấy cái quy trình này thì các bạn tự xem lại trong các cái môn học lý thuyết đi ha. Cái này là cái cách mà để pha loãng, thì cái môi trường SPW là cái môi trường dùng để pha loãng với tỷ lệ 1:10. Với tỷ lệ 1:10 thì các bạn sẽ pha như thế nào? Tỷ lệ 1:10 là các bạn sẽ lấy 1 ml dung dịch mà có chứa vi sinh vật và các bạn sẽ pha với 9 ml SPW ha. 1 ml này, 1 ml dung dịch gốc và 9 ml dung dịch pha loãng chứ không phải là 10 nha. Có bạn nghe nói tỷ lệ 1:10 cái bạn đã lấy 1 ml dung dịch gốc và 10 ml dung dịch pha loãng là sai nha, cái đó là sai. Rồi đây là cái, sau đó các bạn sẽ đếm khuẩn lạc trên hai đĩa có nồng độ liên tiếp nhau và sau đó các bạn sẽ sử dụng công thức để tính thôi chứ không có gì khó khăn hết. Sau đây là so sánh kết quả, ví dụ như loại mẫu của chúng ta là mẫu gì, mẫu của chúng ta là mẫu nước mía, thì chỉ tiêu phân tích, thì chỉ tiêu vi sinh phân tích hôm nay đó là tổng vi sinh vật hiếu khí. Nếu mà trong nước mía các bạn sẽ xem theo quy chuẩn Việt Nam 2010 của Bộ Y tế đó là bao nhiêu, bé hơn 100 CFU trên ml. CFU là đơn vị hình thành khuẩn lạc ha. Và thực tế kiểm nghiệm của chúng ta nó sẽ là 7,7 nhân 10 mũ 5 CFU, nó là bé hơn hoặc bằng 100, nhưng mà ở đây nó ra tới 10 mũ 5 CFU. Cho nên các bạn sẽ kết luận là mẫu nước mía này không đạt chỉ tiêu vi sinh vật hiếu khí theo tiêu chuẩn Việt Nam nha. Rồi qua bài thứ ba là định lượng tổng nấm men nấm mốc, thì các cái câu 1 câu hỏi ôn tập thì nấm men nấm mốc thì các bạn nhớ cho tôi môi trường đó là môi trường DRBC sẽ là ấy nấm men nấm mốc ha. Thì các bạn sẽ chụp màn hình lại cái này, cái gì vai trò của các thành phần trong môi trường DRBC là dichloran, rose, bengal, chlorophane, benzino, agar. Thì các bạn sẽ chụp lại màn hình cho tôi cái khúc này. Chứ các bạn đợi file của tôi thì hình như tôi là yêu cầu các bạn là phải kênh của tôi đạt được 5.001 lượt đăng ký thì tôi mới có để file cho các bạn ha. Hoặc là các bạn nào đã đăng ký hội viên của tôi thì có thể liên hệ qua mail để lấy file. Các bạn nào đã đăng ký hội viên của tôi rồi thì các bạn sẽ liên hệ qua mail của tôi để lấy file nhanh gọn lẹ ha. Tại vì các bạn đã bỏ tiền ra để học thì các bạn sẽ có file. Rồi câu 2, hãy liệt kê một số môi trường nuôi cấy nấm men nấm mốc. Thì môi trường để mà nuôi cấy nấm men nấm mốc như nãy tôi nói rồi, đó là môi trường DRBC. DRBC này nó có màu đỏ đỏ giống như, nó không phải, nó không giống đỏ máu, nó giống như màu của trái mận Hà Nội, nó màu đỏ là màu tía tía giống như màu rượu vang ấy. Và môi trường DG18. Câu 3, tại sao đa số các vi khuẩn không phát triển trong môi trường DRBC? Tại sao các đa số các vi khuẩn không phát triển trong môi trường DRBC? Bởi vì vì muốn phát triển ở môi trường này thì mẫu thực phẩm phải có hoạt độ nước lớn hơn 0,95.
Các bạn xem, vì sao các vi khuẩn không phát triển trong môi trường DRBC? Trong môi trường DRBC nó sẽ liên quan đến cái có cái ức chế hoạt động của vi khuẩn để chúng ta nuôi gì? Chúng ta nuôi nấm men và nấm mốc. Thì trong môi trường DRBC thì cái sự sinh trưởng nó sẽ có thể là chúng ta sẽ có ức các ức chế vi sinh vật, hoặc là cái hoạt độ nước của nó sẽ liên quan hoạt độ nước là gì, thì các bạn sẽ xem lại giùm tôi môn hóa học thực phẩm ha. Thì nấm men, hoạt độ nước của vi sinh vật phát triển thuận lợi là bé hơn 0,8, nấm men là 0,9 hay gì đó, 0,9, nấm mốc thì nhiều hơn luôn. Nói chung là càng ẩm thì nấm mốc nó sẽ dễ dàng phát triển. Thì các bạn sẽ xem lại giùm tôi trong giáo trình hóa học thực phẩm nha. Bởi vậy khi mà các bạn học xong rồi thì các bạn đừng có pass giáo trình, tại vì nhiều khi các bạn sẽ cần phải lấy ra và xem lại ha. Câu 3.1, tổng quan về tổng số nấm men và nấm mốc. Tổng quan về tổng số nấm men và nấm mốc thì cái này các bạn có thể xem trong cái cuốn giáo trình vi sinh vật học thực phẩm, không giáo trình phân tích vi sinh chứ. Rồi, quy trình phân tích nấm men và nấm mốc như thế nào? Nấm men và nấm mốc chúng ta sẽ lấy 10 gram. 10 gram trên 10 ml là đối với mẫu gì? Nếu mà 10 gram hoặc là 25 gram sẽ là phân tích trên mẫu rắn. Còn nếu mà lấy 10 ml hoặc là 25 ml thì sẽ là mẫu lỏng. Nhưng mà các bạn lấy 10 thì các bạn sẽ phân tích các chỉ tiêu định lượng. Còn 25 là các bạn sẽ lấy phân tích các chỉ tiêu định tính. Thì cái này tôi nghĩ là các bạn đã biết rồi ha. Sau đó các bạn sẽ lấy 90 trên 225 gram, 225 ml SPW. Có nghĩa là các bạn sẽ lấy với tỷ lệ pha loãng là 10 mũ trừ 1. Tỷ lệ pha loãng là 1 phần 10. Vậy thì nếu các bạn lấy 10 ml mẫu thì các bạn sẽ lấy dung dịch SPW, có nghĩa là 90 à, tỷ lệ 19. Tỷ lệ 19 thì chúng ta sẽ pha loãng ra được tỷ lệ là 1 phần 10. Có nghĩa là 1 10 ml mẫu sẽ pha loãng với 10 ml dung dịch pha loãng ha. Sau đó sẽ đem đi đồng nhất và pha loãng. Nếu mà 10 mũ trừ 1, pha loãng ra 10 mũ trừ 1 xem đó đi cấy trên môi trường DRBC. Mấy cái là không phải, 0,1 là kỹ thuật gì? Kỹ thuật hợp hợp trải. Rồi đọc kết quả gì đó vân vân. Cái bước này tôi đi qua ha. Sau đó các bạn sẽ tính theo công thức đếm khuẩn lạc, các bạn sẽ đếm khuẩn lạc và tính theo công thức tổng nấm men nấm mốc của chúng ta ra được 10 mũ trừ 6 CFU ha, so với cái mẫu nước mía này. Tổng số nấm men nấm mốc của chúng ta quy định, nếu mà người ta quy định như thế này thì nó sẽ là định lượng. Ở đây là 10 CFU thôi, tổng số nấm men nấm mốc 10 CFU thôi, mà thực tế kiểm nghiệm nó sẽ ra 10 mũ 6. Cho nên là tổng số nấm men nấm mốc trong mẫu vượt qua ngưỡng cho phép. Rồi tiếp theo là bài 4, chúng ta sẽ được tìm hiểu về các phương pháp định lượng coliform trong thực phẩm bằng phương pháp màng lọc MB nha. Nêu vai trò của các thành phần trong môi trường LSD, thì vai trò và thành phần như thế này thì các bạn sẽ xem lại. Chụp màn hình đi. Rồi câu 2, nêu vai trò của các thành phần trong môi trường BGBL. BGBL ha, Richland 3 by lacto. Nghe lacto là biết trong đây sẽ có lacto rồi đó. Rồi tiếp theo là tổng quan về coliform. Rồi chụp màn hình đi nha. Tôi nói xong tôi dừng khoảng 2 3 giây để cho các bạn chụp màn hình á. Thiết bị và dụng cụ. Tôi không gửi file sớm, bởi vì sao? Nếu mà tôi gửi file sớm thì không có bạn nào xem hết. Thì có một bạn có file rồi thì các bạn sẽ chia sẻ cho bạn bè nó cái file chứ không phải là chia sẻ video. Mục đích của tôi là để làm gì? Mục đích của tôi làm video để tôi kiếm tiền, kiếm lượt view, chứ không phải là tôi chia sẻ file miễn phí ha. Nếu mà các bạn muốn như vậy thì có thể là tôi sẽ tải file lên 123 chính đốc và tôi sẽ bán file. Bạn chụp hình cho tôi cái quy trình coliform nhé. Thời buổi bây giờ mà làm gì thì không ai cho không ai cái gì hết, cho nên là nhiều khi á, tôi làm video như thế này tôi chia sẻ gì đó, có nhiều bạn xem cảm ơn hoặc là học tốt thì tôi rất là vui. Nhưng mà có nhiều bạn rất là mắc cười, ở đó tôi còn đi học ở trong trường á, các bạn lại
lấy video này và gửi cho các giáo viên mà nói trời ơi nó làm lộ đề, làm lộ đề thi đồ kìa. Thì có tôi bị mời xuống văn phòng khoa hai lần nha, tôi bị mời xuống văn phòng khoa hai lần để giải thích về các vấn đề về video mà tôi đăng. Nhưng mà tôi có bao giờ tôi đăng đề thi lên bao giờ đâu, tôi đăng những cái file mà có thể là ôn tập cho các bạn thôi, nó đâu có giống đề thi 100%. Và những cái file mà tôi đăng như thế này thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt cho các bạn, để cho các bạn xem và tham khảo cho nó học một cách dễ dàng hơn. Vậy mà có nhiều bạn lại nở lòng mà nói tôi như vậy đó. Thế thì cái đây là cái thôi, quay lại chủ đề bài học hôm nay, thì đây là cái cách mà để tra bảng ha. Nếu mà có số ống dương tính, cái này không, bây giờ không phải là đếm khuẩn lạc nữa, mà chúng ta sẽ đếm số ống dương tính. Đếm số ống dương tính sau đó các bạn sẽ tra vô cái bảng MBN ha. Cái bảng MBN thì nó sẽ ở trong phụ lục. Thì các bạn sẽ biện luận giải thích như thế này nè. Tra bảng MBN xong nó sẽ ra một cái con số, sau đó các bạn sẽ biện luận, rồi so sánh kết quả. So sánh kết quả là gì? Trong gọi là ruột cá ha. Sẽ không có cái mẫu nào mà nó đẹp hơn ruột cá, trời đi học mà suốt ngày cứ ruột cá. Rồi sau đó các bạn sẽ tra như thế này nha. Rồi một bài tiếp theo, định lượng Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp đếm đĩa. Định lượng vi khuẩn Staphylococcus aureus trong thực phẩm bằng phương pháp đếm đĩa. Thì nói tới Staphylococcus aureus thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến môi trường, đó là môi trường BB, môi trường Pancreatia. Thì đây là cái vai trò của nó ha, thì các bạn có thể chụp màn hình lại. Thì bây giờ tôi đã ra trường rồi, thì bây giờ các bạn có muốn mét giáo viên nào cũng được, tùy các bạn, tôi không quan tâm nữa ha. Thì tôi sẽ đăng cho các bạn nào thực sự muốn học, thực sự muốn để làm cho cái môn học của chúng ta dễ dàng hơn á, thì tôi sẽ đăng lên như thế này cho các bạn dễ thôi. Câu 2, trình bày cơ sở sinh hóa của phản ứng đồng tụ huyết tương. Thì khi mà các bạn nói đến Staphylococcus aureus thì các bạn nên nhớ đó là một cái phản ứng sinh hóa quan trọng, đó là phản ứng đồng tụ huyết tương nha. Phản ứng đồng tụ huyết tương là cơ sở sinh hóa là như thế này, thì các bạn có thể chụp màn hình. Bởi vì sao? Thì con vi sinh vật Staphylococcus aureus này nó sẽ có làm khả năng của một số vi sinh vật làm đông tụ huyết tương bởi hoạt động của enzyme coagulase. Coagulase là coagulase được tạo ra bởi con này là một enzyme liên quan tới khả năng bền nhiệt, là một khi tiết ra bên ngoài chúng hoạt động rota giữa đúng vai trò sẽ làm đông khối huyết tương thành từng cục. Sau đó là tổng quan về vi khuẩn Staphylococcus aureus thì nó là con cầu khuẩn. Các bạn nghe đến cốc kết là con cầu khuẩn, Staphylo thì nó là một cái tụ cầu khuẩn. Rồi thì các bạn có thể dừng video lại và các bạn chụp màn hình nhé. Chữ này không phải chữ của tôi, cái file này là của file của chị khóa 10 ấy. Và đó tôi học là không có viết báo cáo mà là mỗi ngày sẽ là viết giống như không phải là viết nguyên một quyển báo cáo như thế này, mà chúng ta sẽ ở đó tôi học là viết báo cáo theo từng ngày ha. Làm ra kết quả như thế nào, chỉ cần viết kết quả thôi, không cần phải viết báo cáo. Vậy thì đây là cái phương pháp này, phương pháp gì? Phương pháp đếm đĩa. Phương pháp đếm đĩa thì nó sẽ như thế này: số độ pha loãng, số khuẩn lạc điển hình, số khuẩn lạc không điển hình, số khuẩn lạc phản ứng với enzyme coagulase ha. Thì cái này sẽ sử dụng cái phương pháp đếm đĩa với công thức như thế này. Sau đó các bạn sẽ định lượng Staphylococcus trong ruột cá có vượt giới hạn ha, đa số sẽ vượt giới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì thao tác của chúng ta làm nó chưa có hiệu quả bằng các phương pháp kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm của các cơ sở phân tích, cho nên là nhiều khi cái mẫu nó đẹp, nó không vượt giới hạn, nhưng mà chúng ta lại làm cho cái mẫu nó lại đạt giới hạn, vượt quá giới hạn ha. Rồi thì thế này là báo cáo thí nghiệm phân tích vi sinh vật thực phẩm trên kênh YouTube Đạt Tô Công Nghệ Thực Phẩm ha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm like video thì mới có thể thấy được file bên dưới phần bình luận. Hoặc là bạn nào muốn thì có thể xem hết video này và chụp màn hình. Các bạn có thể chụp màn hình từng cái giống như nãy giờ tôi hướng dẫn ha. Rồi, chúc cho các bạn có một học kỳ này thật là tốt. Nếu mà học kỳ này các bạn học phân tích vi sinh thì tôi nghĩ là các bạn sẽ đến với học kỳ thực hành
Học kỹ thuật hành thì điểm nó sẽ khá là cao, nhưng mà có nhiều môn có thể kéo các bạn xuống, giống như là phát triển sản phẩm nè, thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu ha. Các bạn lưu ý cho tôi hai môn này, thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu và phát triển sản phẩm, thì nó sẽ là có nguy cơ để làm cho các bạn bị điểm đỏ nha, các bạn lưu ý cho tôi. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong các video kỳ sau trên kênh YouTube Đạt Thôi Công Nghệ Thực Phẩm nhé. Bye bye.